Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Những năm 90 tại Hà Nội xảy ra rất nhiều vụ đâm chém giữa các đại ca để giành địa bàn làm ăn, triệt hạ lẫn nhau. Trong đó có vụ Thắng Bọng cùng với các chiến hữu của mình huyết chiến với Thành Đốc và lấy đi hai mạng người. Tuy nhiên vụ này không phải do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn hay giành địa bàn của nhau mà bởi tranh giành người đẹp. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị đón xem Hồ sơ Thắng Bọng. Đại ca Hà Nội lấy hai mạng giang hồ khác vì người đẹp. Thắng Bọng tên thật là Đinh Chiến Thắng, sinh năm 1972, ở tại 8/17 Hàng Khoai, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Những năm 90, Thắng nổi lên như một tay chơi trong giới giang hồ bởi Thắng xuất thân từ con nhà có điều kiện và đi theo con đường giang hồ vì tính cách ngang tàn, thích chơi bời của mình. Được biết Thắng Bọng từng có một thời gian giao du với băng của Hải Bánh và được xem như là đàn em của Hải. Theo tin tức từ cơ quan chức năng, thời gian đó băng của Hải Bánh lên đến hơn 30 đệ tử. Hầu hết chúng đều là những gã biết chơi tới cùng. Với quần số đồng, bằng kinh nghiệm giang hồ cùng đâm chém tù đầy, Hải Bánh nhanh chóng gây dựng được đế chế của riêng mình. Lúc này, ngoài việc cho anh em đứng ra thu tiền bảo kê của nhóm móc túi ở chợ Đồng Xuân, Hải Bánh còn mở rộng sang các hoạt động bảo kê và đâm thuê chém mướn khác. Lúc đó băng của Hải Bánh tại Hà Nội cũng được xem như là có tiềm lực bởi các giang hồ trẻ mới lên đều chọn cách gia nhập băng của Hải Bánh. Có thể kể đến như Long Máy Chém cùng đám Dũng Thổ, Thắng Bọng, Chiến Vinh, Tí Tò cũng từ trại giáo dưỡng trở về. Giữa năm 1990, Thắng Bọng bị công an Hà Nội truy nã gắt gao về tội cố ý gây thương tích. Biết là không còn đường thoát nên Hải Bánh dẫn Thắng Bọng đến công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đầu thú. Không ngờ sau đó Thắng Bọng khai hết những hoạt động ngầm của Hải Bánh cùng đàn em với cơ quan công an. Sau đó, việc bảo kê cho một vài đường dây buôn lậu tuyến Hà Nội Lạng Sơn của Hải Bánh đã bại lộ và bị Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an mở chiến dịch truy quét tận gốc. Nhận thấy sự bất an nên Hải Bánh cùng đàn em của mình đã dàn cảnh gây ra một vụ trộm cắp để đánh lạc hướng. Lúc đó cả Hải Bánh và Thắng Bọng đều phải nhập kho, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì được thả. Lúc đó tên tuổi của Thắng Bọng trong giới giang hồ cũng tăng dần lên bởi các thành tích đầm chém. Ra tù được một thời gian, Thắng Bọng gây ra một vụ cực kỳ nghiêm trọng, đó là cùng hai chiến hữu của mình gây ra án mạng khiến hai giang hồ khác bị tiễn lên đường. Lấy mạng hai giang hồ khác vì người đẹp. Thắng Bọng ngày ấy dù đã có vợ con nhưng vẫn đem lòng yêu một con bé tên Hát ở Hoè Nhai. Cùng lúc này thằng Thanh Đốc cũng cưa cẩm Hát, đụng mặt vài lần ở Hoè Nhai khiến cho cả hai thằng đều nóng mắt. Để tỏ vẻ anh hùng cùng với lấy điểm với Hát, hai thằng đã đôi lần phang nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở đánh đấm mà thôi. Nói chung là va chạm nhẹ, nhưng cả Thắng Bọng và Thanh Đốc đều không phải loại vớ vẩn. Vì vậy, nếu không có đứa tự rút, việc đụng độ sẽ là tất yếu. Hôm đấy Thắng Bọng lại xuống nhà Hát chơi, khi về thì đụng độ với Thanh Đốc, không thằng nào chịu thằng nào, cuối cùng là phang nhau. Nhưng vì Thanh Đốc ở ngoài rình trước nên chủ động, vì vậy đã phệt nguyên cái chai vào đầu Thắng Bọng khiến cho nó tóe mè. Thắng Bọng vớ được con dao pha thịt lợn hàng ngay đầu phố, liền đuổi chém thì Thanh Đốc chạy được. Cay đẹp lắm nhưng Thanh Đốc té rồi, vì vậy Thắng Bọng quay về gọi thêm Sĩ Cao cùng vác đồ đi tầm. Sĩ Cao chơi với nó từ ngày trước thông qua thằng Nờ Đậu, chính là cái thằng nó phang ở thủa vào đời khi ở khu lần đầu đó. Thực lòng trước nay nó không nghĩ Sĩ Cao lại gấu thế vì nó rất bình thường, ít khi bộc lộ gì nhiều cả. Số thằng Thanh Đốc bốc cực nên hôm đấy bị thằng Thắng Bọng cùng thằng Sĩ Cao trộm được. Lĩnh nguyên một nhát kiếm vào lưng của Thắng Bọng cùng vài nhát xiên hụt, Thanh Đốc lại chạy thoát và quay về gọi bọn bạn đi phục hận. Nhưng cứ bọn này lên thì bọn bên kia đi xuống, khiến chúng nó không gặp nhau. Tìm chán cả hai bên không gặp nhau thì về cất đồ và đi ăn tối. Đúng lúc này thì chúng nó lại va nhau. Cũng may là cả hai bên đều không có đồ nên sự vụ cũng chỉ làm bát đĩa ghế chai phang nhau mà thôi. Nhưng đôi bên cũng chẳng để lại hậu quả gì nghiêm trọng hết. Đúng kiểu anh hùng quân khu ngày đó, chúng nó cuối cùng hẹn nhau ngày hôm sau tử chiến ở bến xe Lạng Sơn, được ăn cả ngã về không, sát ván. Hôm sau là đúng cái thời điểm nó và N.A. uống nước thì cũng là ngày chúng nó hẹn nhau. Nhưng để chắc ăn
thì thay vì chờ ở chỗ hẹn, bọn thằng Thắng Bọng, Sĩ Cao và Tuấn Ảnh đi lên đầu ngã ba Tam Giác Quỷ, phục bèm trước bọn Thanh Đốc. Theo đúng lịch, lúc này tầm hơn 9 giờ tối, Thanh Đốc cùng Tê Móm, Tê Còn, đại khái gần chục thằng với kiếm lề lên đường chiến. Vừa đi đến Tam Giác Quỷ thì đôi bên gặp nhau và chiến luôn. Cả hai bên đều nhảy vào tuốt đồ và đâm chém loạn xạ ngầu, bất biết sống chết ra sao. Lúc này công an phường Trung Trực ùa ra, Thắng Bọng đã bị bèm một phát vào vai, S Con thì bị một phát vào tay, T Con thì dính phát vào tay, còn T Móm một phát vào sườn. Do ít người hơn lại bị công an xô ra, cả bọn thằng nào thằng nấy vớ xẻ phóng. Lúc này bọn Thành Đốc đuổi theo Thắng Bọng, chạy đến đầu vườn hoa hàng đậu thì xe của thằng Tuấn Anh bị đổ, kéo theo cả bọn Thắng Bọng, buộc phải dừng lại chiến tiếp. Không quá 5 phút thì bọn Thắng Bọng bỏ chạy và Sĩ Cao là thằng chạy cuối cùng. Liên tục ăn vài phát chém với sau lưng, Ed còn biết không thể chạy được nữa nên chui tụt vào ngõ, kéo theo cả thằng Tê Móm và Tê Còn lao vào truy sát. Lúc này, thằng Sĩ Cao mới móc chó lửa ra, liên tục nổ chó lửa, khiến cho cả hai thằng kia tiến khách luôn, sau đó cả bọn chạy trốn. Sau khi té khỏi vườn hoa hàng đậu, thì bọn chúng lại theo đường D xuống thẳng khu Trần Khát Chân, bỏ lại hiện trường hai cái xác không hồn là thằng Tê Móm và Tê Còn. Lúc này nó đến thì mọi việc đã xong. Kể ra mà biết trước thì có thể nó ít nhiều cũng không để sự việc diễn ra như thế này, vì ít nhất cả hai bên đều là bạn nó. Gọi xích lô quay về ngã tư quán Thánh hàng bún, nó đưa N.A. về nhà rồi vòng xe đi về, mọi việc tưởng chừng chẳng có gì. Nhưng không đến ngã ba thì nó đã bị gọi giật lại rồi. Devi, Devi ơi, tao bảo này, tiếng mấy thằng ngồi trong bóng cây tối ven đường gọi. Sao mày lại ở đây? Té nhanh mẹ nó đi ngay. Thẳng thốt nó vội nói với Sĩ Cao và Thắng Bọng. Mày biết rồi à? Cả mấy thằng cùng hỏi. Tình hình sao rồi mày? Cả hai thằng chết mẹ nó rồi chứ sao? Tao không hiểu chúng mày chết vì gái như thế được. Giờ tính sao đây? Chán thật. Cả hai bên đều là anh em và bạn của tao nên tao chẳng biết làm sao. Thôi việc đâu đấy, chúng mày cần gì cứ nói tao sẽ hết mình. Bọn tôi định té hết luôn, chứ giờ về chắc cũng không được nữa rồi. Ông xem có thể giúp bọn tôi được không? Nếu chúng mày chờ đến mai, chắc là không ổn. Mà tao giờ cũng không còn nhiều ở đây. Thôi thì trước mắt chúng mày cầm tiền, đi mua quần áo thay hết đi rồi lượn. Một giờ sau gặp nhau tại đây, tao đi xoay tiền. Thế là cả bọn tản ra. Nó đi thẳng sang luôn nhà Hát Toác ngay gần đấy. Thông qua Hát Toác, nó đặt cái xe DD được một mớ. Thế là đưa cho bạn hết luôn. Nó đành lại xích lô đi về nhà. Không ngờ đây cũng là lần cuối với Sĩ Cao. Khi nghe tin lại thì nó đã dựa cột rồi. Còn thằng Thắng Bọng sau này, anh em gặp lại nhau ở Hỏa Lò. Nó làm tự giác, nói chung cũng dễ thở hơn nhiều. Trả giá. Sau khi gây án, Thắng Bọng cùng đồng bọn bỏ trốn. Năm 1997, Tuấn Anh bị bắt và kết án 20 năm tù. Còn Thắng Bọng sau 8 năm lẩn trốn đã ra đầu thú vào tháng 5 năm 2001. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Thắng Bọng 20 năm tù với tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng. Thắng là một trong ba kẻ đã tham gia bắn chết hai người tại đường Phan Đình Phùng năm 1992. Trong số ba kẻ gây án, có lẽ Sĩ Cao là tên cầm cự lâu nhất. Y đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh mãi đến năm 2002 mới quay về Hà Nội và được anh trai là Đỗ Duy Trùng cấp dưỡng che giấu. Tuy vậy, y cũng không thoát khỏi lưới pháp luật. Ngày 15 tháng 4 năm 2004, y đã bị bắt theo lệnh truy nã. Chỉ vì hăng máu giúp bạn trả thù tình, Đỗ Tiến Sĩ sinh năm 1971, trú tại 118 đường Yên Phụ, phường Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, đã bắn chết hai người rồi bỏ trốn. Sau 12 năm biệt tích, y đã bị bắt và lĩnh mức án cao nhất và đích đáng nhất là tử hình. Được biết sau một thời gian dài thụ án với những tội mà mình gây ra, thì hiện tại Thắng Bọng đã ra tù và trở về sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, lần ra tù lần này, Thắng Bọng không còn gia nhập vào thế giới giang hồ nữa, thay vào đó trở thành một công dân bình thường. Trên đây là hồ sơ Thắng Bọng, đại ca Hà Nội lấy mạng hai giang hồ khác vì người đẹp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng. Xin chào và hẹn gặp lại.